Chào em, chào mọi người. Mình là Trần Hằng. Mình sinh sống tại thành phố Ninh Bình. Trước khi gặp em Ma và đội ngũ thì mình trước kia thì mình đã theo đạo Phật. Mình cũng đã ăn chay rất là nhiều. Nhưng mà thực sự nói rằng là mình ăn chay ấy, thì mình chỉ có ăn theo gọi là để dưỡng cái tâm thôi. Cái lộ trình để mà chữa bệnh, nhưng từ khi biết đến em Ma vào một buổi đẹp trời thì là tự nhiên là cũng cũng cái duyên là gặp. Chắc là mình cũng tu theo đạo Phật nhiều nên là các ngài cũng đưa đến hay sao, mình cũng không không nghĩ được. Nhưng mà tự nhiên một hôm là mình cũng cũng có duyên để gặp. Cái thứ nhất là xoang mũi này rất là nặng, chị bị nhất nhiều năm rồi. Cái thứ hai là vai cổ gáy của chị cũng vậy. Ví dụ như bình thường mà chị không uống cái thuốc hỗ trợ, hoặc là ví dụ như nói về ăn chay theo đạo Phật này, rồi là có thể là mình cũng chữa nhiều về đông tây y, hoặc là kể cả như là họ cao hổ cốt thì mình cũng đã uống rất là nhiều rồi đấy, thì nó chỉ đỡ đỡ đi một chút thôi, chứ nó không, nó gọi là nó không không cải thiện nhiều. Tập yoga thì mình cũng tập 10 năm nay rồi, thì khi mình bước vào tham gia ấy, thì nói thật với em với mọi người là chị cũng về bản thân chị cũng hay hay kỷ luật lắm đấy, về tập tành ăn uống ngủ nghỉ là chị cũng nói thật là chị cũng rất kỷ luật với bản thân mình đấy. Thì đến khi mình tham gia đề tốc thì chị cũng ăn theo từng ngày và từng cái thực đơn của em ấy, thì chị cũng 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 làm đúng theo như thế. Thật sự mà nói vậy, chỉ có những hôm mà nó nhiều cái khẩu phần quá mình không uống hết được ấy, thì mình bớt đi, nhưng mà mình cái về cái thực đơn thì mình vẫn phải tìm mua đầy đủ, nói thật vậy đấy. Thì chị cũng làm cho nó đã, mình đã làm không làm thôi, mình đã làm là mình phải 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 có cái trách nhiệm với nó, cái bản thân mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải có cái trách nhiệm với những cái người người ta dẫn với mình. Chị cái tính chị như thế, chị hay kỷ luật, thì sáng ra là cũng thực hiện đúng như vậy, rồi trưa rồi tối là chị cũng cố gắng để tập yoga nữa đấy. Thì chị thấy cái thứ nhất là cái cơ thể mình thấy nó cũng kỳ diệu, mình không ăn cái gì mà tự nhiên 10 ngày trời mình cảm thấy như là mình cảm thấy nó nhẹ nhàng như không ấy. Đúng. Thì mình quyết tâm xong 10 ngày thì mình cảm thấy như trong cái thời gian đấy thì mình cảm thấy người nó vẫn khỏe bình thường, huyết áp thì không bị tụt. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy mình không thèm ăn các thứ nữa. Thì sau khi từng ngày thì mình thấy nó cũng chuyển biến về cái việc cái bệnh tật của mình Vâng. ấy. Cái thứ nhất là cái xương khớp mình cảm thấy như là sáng ra mình vẫn vận động nhẹ, mình cảm thấy nó không không có cái biểu hiện là đau, hoặc là mình không 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 có cái biểu hiện như ngày trước nếu mà mình không dùng đến thuốc hỗ trợ. Vâng. Ví dụ như hạ huyết này, hoặc là những cái thuốc chị dùng ngày trước, chị mua rất nhiều những cái sản phẩm để hỗ trợ, ví dụ như là sản phẩm chức năng, ví dụ như là hoạt huyết này, rồi là các cái sản phẩm như là những cái sản phẩm để hỗ trợ cho cái não mình, rồi là cho nội tiết tố này, nó như là năm sáu loại Bộ. thuốc, không phải là một loại đấy. Chị nói thật mà khi chị đi đâu chị cũng phải 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 cứ cổ theo một lọ để các loại thuốc lẫn vào đấy để chị mang đi chị uống đấy. Nhưng mà thực sự mà nói rằng là đến đến bắt đầu vào đề tốc hoặc là chị bán chay là chị xác định là chị bảo với chồng con chị là chị không mua thuốc hỗ trợ nữa để xem nó thế nào. Và chị thấy nó cũng cũng kỳ diệu là mình, khi mình đã không bỏ hết các loại thuốc rồi ấy, thì chị cũng lắng nghe cơ thể xem là liệu nó có ổn không. Vì ngày trước ấy, nếu mà mỗi một lúc, mỗi một khi mà chị rời thuốc ra một ngày, cái thuốc hoạt huyết để cho nó tăng cường máu lên não đấy, mà chị uống cái liều nó rất là cao đấy, mà mỗi hôm nếu mà một hôm mà chị không uống thì là chị cảm thấy như là cái cơ thể nó không không lưu thông được máu, là nó cái não mình nó cứng đơ, cổ nó cứng đơ hết cả ra đấy. Nhưng mà thực sự bây giờ là chị bỏ hẳn thuốc, chị không không uống nữa, và chị cũng 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 hứa với lòng mình là mình sẽ cố gắng ăn theo cái chế độ như em phân tích đấy, thì để mình cũng phải nên là theo để mình bỏ hết các loại thuốc trước kia mình dùng đi. Vì chị thấy là nếu mà cái thuốc nó chỉ hỗ trợ trong cái lúc đấy thôi, còn nếu như mình rời thuốc ra thì là mình sẽ
vẫn trở lại bình thường, quay lại những cái đau mỏi nhất bình thường, mà có thời gian là chị không giơ được cái tay này lên. Có nghĩa là không giơ được cái tay này lên, nó đau, nó bị tắc nghẽn một bên mà nó không giơ được tay lên nữa. Thì chị cảm thấy như là nếu cứ để nó như thế nặng, và có cái đợt chị uống cao hổ cốt đến mấy lạng cao hổ cốt đấy, nhưng mà chị thấy nó chỉ được một cái thời gian nhất định lúc đấy thôi. Còn nó không mang tính chất là lâu dài được. Cho nên là cũng mày mò nhiều cái vấn đề trên mạng xã hội, ăn uống rồi là về cái chữa trị đông tây y. Nhưng mà thực sự là khi gặp được cái Emma với đội ngũ, với lại chị biết hiểu được về cái chế độ ăn ấy, nó như thế nào đấy, với chị vào cái sách nói đấy mà em phân tích, em ý là em nhắc nhở mọi người nên nghe đấy. Chị vào đấy chị nghe nhiều lắm đấy. Mà trước kia chị nói thật là đến tuổi này rồi, năm nay chị 52 tuổi rồi, nói thật về cái nội tiết tố của chị thường xuyên bổ sung, nhưng mà nói thật cũng chả ăn thua cái gì, nói thật mà. Nhưng mà thực sự từ ngày mà ăn theo cái phương pháp này thì cái thứ nhất là nội tiết tố của chị nói thật, nói để mà vào thì nó lại còn dư thừa, nó nói thật đây thật sự mà nói vậy. Cái thứ hai nữa là về con người cảm thấy như là nó được tẩy sạch những cái tất cả những cái gì mà nó gọi là bệnh tật, hoặc là những cái gì trong cơ thể mình nó bị độc tố, nó được đào thải và nó được trẻ hóa lại bản thân mình. Với con người thì chị nghĩ là một ngày mới đây thì nó chả chưa được bao nhiêu ngày thì nó chưa nói lên điều gì, nhưng mà có thể là chị nghĩ là cái bước đầu làm chị thấy là nó đã cải thiện hoàn toàn về nội tiết tố, về cơ thể, về trong cái con người mình cảm thấy như là nó trẻ hóa ra rất nhiều đấy. Cho nên là chị thấy là cái xoa mũi vậy tự nhiên nó nhẹ đấy. Hôm vừa rồi chị bảo anh với các con phải là tự nhiên mẹ thấy cái xoang của mẹ nó tự nhiên nó nhẹ bỗng đi như là không ấy đấy. Nó có cái sự kỳ diệu như vậy, và ngủ sâu giấc hơn, mà cảm thấy có nghĩa là mình không mơ màng những cái không tốt nữa. Mình nghĩ là nó nhiều cái vấn đề. Cái thứ ba, cái việc nữa là mình cảm thấy về cái đường tiêu hóa của mình ấy. Nó ngày trước là chị còn bị táo bón nhiều những cái năm trước ấy, nhưng mà mấy năm gần đây thì chị cũng học theo cách ăn phương pháp nhiều nó đỡ đi. Nhưng mà thực sự bây giờ thì lại càng chị cảm thấy càng như là nó cải thiện đấy hết các cái vấn đề. Còn về cái chị chưa đi kiểm tra, nhưng mà chị cảm thấy như là trong cái cơ thể mình có nghĩa là nó cũng cải thiện hoàn toàn, nó có nghĩa là nó chuyển hóa từ bên trong chứ không phải là bên ngoài.